trong khi mình mắc căn bệnh thì mình phải cố gắng, tức là rất là khó khăn thì mình phải vượt lên, vượt qua căn bệnh của mình, là mình rất cố gắng. In the past, we like equipment as well as the cancer network in Hoa. The situation is better now. Việc khám lại quan trọng bởi vì khi mình khám sàng lọc phát hiện sớm thì cái tỷ lệ điều trị thành công nó khoảng 90%. Còn để muộn thì cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân cao hơn. Mình thấy là tốt thì là mình đi và rủ các chị em đi cùng để biết là mình có mắc bệnh hay không. Cô chuyển đây từ khi cô phát hiện ra bệnh và chú đưa cô lên. Bây giờ cả đi khám cả chữa bệnh được hơn 2 tháng rồi. Cô mất đi từ nhà lên đây mất khoảng 4 tiếng rưỡi. Cái này là lúc đi viện cô phải bố trí hết thời gian giao cho con râu rồi cô mới đi được. Đấy, công việc phải dừng hết lại cho để con làm mà cô phải đi được. Điều cô mong ước là cô làm cô chữa bệnh để chóng khỏi bệnh và mong các bác sĩ, các y tá chữa cho cô khỏi bệnh, điều mà cô mong ước nhất. Few years ago, a number of IAEA and WHO joint mission has helped the government to increase the awareness and support for cancer control, as well as about the capacity of the current system in cancer control. Giờ tôi đã vượt qua được khỏi căn bệnh ung thư vú rồi, tôi đã được sống sót và giờ tôi đã trở thành người làm bình thường như những người bình thường.